Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Ngô Mai Phương và mình là đại diện hình ảnh của Mega Fashion trong thời gian gần đây. Và mong là mọi người đã quen mặt với mình rồi trong các video có thể review về những sản phẩm dành cho mọi người đúng không? Vì Phương sẽ là người trực tiếp mặc những bộ trang phục mà ở bên ngoài và review về chất liệu này, về kiểu dáng, về form dáng cho mọi người làm sao để chân thực nhất. Vì đôi khi mọi người nhìn qua ảnh, mọi người sẽ thắc mắc là nhiều khi mẫu mặc thì đẹp đấy, nhưng mà không biết là ở bên ngoài sẽ như thế nào. Rồi là đôi khi là trên ảnh thì sẽ không giống bên ngoài thật. Thì Phương sẽ review trực tiếp và quay sát từng cái áo, từng cái quần cho mọi người để mọi người có thể hiểu rõ về chất liệu cũng như form dáng những bộ trang phục bán ở Mega Fashion nhá. Và trên người Phương đang mặc một bộ trang phục, nó gọi là có chân váy cùng với là áo vest. Phong cách mà chân váy với áo vest này đã rất là phổ biến trong vài năm gần đây và được rất nhiều người ưa chuộng, không chỉ là dùng để mặc đi chợ, không chỉ dùng để mặc đi làm mà họ còn dùng để mặc đi chơi, đi du lịch nữa. Thì đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Có những cái điểm nhấn rất là đẹp và sang trọng. Đấy, có huy hiệu này, tay thì được làm cách điệu này, rồi ở dưới chân váy thì làm kiểu dạng cúc á, và nó gọi là hai vạt tà, nhìn rất là đẹp như thế này. Đấy, khi mà mặc bộ này thì nhìn mọi người sẽ được gầy đi từ 3 đến 5kg bởi vì nó rất ôm dáng và ôm form. Chất của nó là chất dạ nha mọi người nhìn rõ này. Đấy, chất dạ. Ở gần thì mọi người sẽ nhìn là nó hơi sáng quá, nhưng mà ở xa mọi người nhìn rõ là cái chất dạ của nó này, rất là đẹp luôn. Chiếc này thì có nhiều size, mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn theo cái kiểu dáng của mình. Phương sẽ mặc định tất cả những người khách hàng mà Phương sẽ tư vấn trong video là sẽ cao từ 1m58. Còn ai mà dưới 1m58 thì mọi người hãy inbox cho shop để được chuyên viên tư vấn nhiệt tình nhá. Còn Phương thì Phương sẽ quy định từ 1m58 để dễ tư vấn cho mọi người theo size hơn. Thì nếu mà cao trên 1m58, nặng 50kg, dưới 50kg thì chúng ta sẽ mặc size S này. Còn nếu mà từ 50 đến 55kg thì chúng ta sẽ mặc size M. Từ 55 đến 60kg thì chúng ta sẽ mặc size L. Còn trên 60kg thì chúng ta sẽ mặc size XL nhá. Đó, mặc bộ này cực kỳ xinh luôn, chất của nó cực kỳ dày dặn ạ. Và nếu mà thời tiết có lạnh một chút thì nó cũng đủ giữ ấm. Còn nếu mà thời tiết không quá lạnh ý, thì vẫn có thể mặc để gọi là thời trang được. Nếu mà chúng ta thích chúng ta có thể đóng khuy lại như thế này. Đấy, cũng rất là đẹp ạ. Nó rất là ôm, nhìn chúng ta sẽ nhỏ nhắn và gầy hơn. Còn nếu mà bình thường thì mọi người thường sẽ mặc một cái chiếc áo hở cổ ở bên trong, rồi khoác chiếc áo này ra ngoài, nhìn sẽ phong cách bởi vì sẽ lộ cái hàng cúc ở dưới phần chân váy ra, thì nhìn chúng ta sẽ thời trang hơn. Bộ trang phục này thì phù hợp với rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Trên 20 tuổi là các bạn có thể mặc rồi, nhưng mà Phương nghĩ rằng những cái bộ này sẽ giúp cho những cô nàng trên từ 30 tuổi đến 40 tuổi mặc nhìn sẽ trẻ trung hơn, giúp các bạn ý che được những khuyết điểm trên cơ thể.